Đi ra ngoài mua hàng thì tôi tập cho mình một cái thói quen là nói câu đầu tiên mình nói đó là chúc một ngày tốt lành, chú ban phước cho anh cho chị. Và tôi để ý nói cho 10 người thì 10 người đều mỉm cười. Và tôi nghĩ một điều rằng là nếu như tất cả mọi người trong xã hội này đều nói cho nhau nghe những lời tốt lành thì cuộc sống nó sẽ rất tuyệt đẹp. Và trong Roma đoạn 12 câu 14 là Chúa nói hãy chúc phước chớ với nguyện rủa. Buổi sáng là khởi đầu của một ngày mới. Chúng ta cần sự chúc phước của Chúa và cần sự chúc phước của nhau. Nên khi gặp nhau, lời đầu tiên chúng ta nói đó là lời chúc phước. Có những người thì một tuần gặp nhau một lần ở hội thánh, có những người thì có khi một tháng mới gặp anh em trong Chúa một lần. Thế thì chúng ta cho nhau những cái gì? Có những người một tháng hay thậm chí có những người một năm mới đến hội thánh một lần. Đừng cho họ lời kêu ca phàn nàn, đừng cho họ khuôn mặt nhỏ, hãy cho họ một nụ cười và lời chúc phước. Amen. Hãy quay sang nở nụ cười với người bên cạnh và nói một lời chúc phước, nói một lời chúc phước. Amen. Cảm ơn Chúa. Lời Chúa dạy chúng ta hãy chúc phước mà. Khi chúng ta diện một bộ quần áo đẹp đến hội thánh thì mình cũng mong được người khác khen một câu. Có phải không quý vị? Đặc biệt là những người nữ. Cho nên nếu chúng ta có thể cho nhau một lời khen, hãy cho nhau một lời khen. Vì ở ngoài xã hội kia người ta có khen đâu. Đến hội thánh là nơi được nhận sự chúc phước từ Chúa và từ mọi người. Amen. Hãy quay sang người bên cạnh tìm một điều gì để khen. Tìm một điều gì đó để khen. Tìm một điều gì đó để khen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta khen tuyệt đối không có dấu ngoặc đơn. Dấu ngoặc đơn là nhưng mà. Đấy. Đừng khen là cô mặc cái áo này rất đẹp nhưng mà không đẹp bằng vợ tôi. Đừng khen như vậy. Hay là nhìn thấy chị em trang điểm quý khen là đẹp nhưng mà hơi đậm, nhưng mà hơi nhạt. Ông bà anh chị em, cái nhưng mà của chúng ta đấy nó không thay đổi được hiện trạng mà làm cho cái người nghe họ cảm thấy không vui. Đối với họ như thế là ổn rồi. Cái nhưng mà là theo tiêu chuẩn của chúng ta. Hãy để cái nhưng mà ở nhà. Amen. Chúc phước, hãy chúc phước, tạo niềm vui cho nhau. Trong hội thánh là phải tạo ra sự sống cho nhau. Amen. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng ngày nay tôi chia sẻ cho các bạn chị em về một cái cuốn sách mà chúng ta đang có đây. Đấy là cuốn Kinh Thánh. Đây là một cuốn sách rất là quan trọng. Và đây là một cuốn sách vô cùng đặc biệt. Và cuốn này được gọi là lời của Đức Chúa Trời, được gọi là chân lý và lẽ thật. Và chúng ta cần phải học biết Kinh Thánh, cái giá trị của nó như thế nào và cái thái độ của chúng ta đối với Kinh Thánh là như thế nào. Trong sách Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 16 câu 17, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bè trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Kinh Thánh là cuốn sách này bao gồm 66 sách nhỏ
được gọi là cả cuốn Kinh Thánh này đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, hà hơi, chúc phước và đảm bảo, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, để cho những người thuộc về Chúa được trọn vẹn và làm mọi việc lành. Kính thưa ông bà anh chị em, điều đầu tiên là chúng ta phải biết rằng là đây là một cuốn sách rất đặc biệt, bao gồm 16 sách được viết trên 3 lục địa khác nhau và 3 ngôn ngữ khác nhau trong khoảng 1.500 năm với 40 tác giả. Thì với cái sự đa dạng như vậy, làm thế nào để cuốn sách này nó có thể thống nhất từ đầu đến cuối? Mà các tác giả viết Kinh Thánh thì họ lại không viết trong cùng một thời điểm khác nhau. Quý vị cứ thử xem, để cho mỗi người một viết một phần của câu chuyện thì từng đây người tôi đảm bảo là không ra một câu chuyện gì hết. Một người viết một câu chuyện thì người khác đọc thì hiểu, nhưng mà từng đây người mỗi người chỉ viết một phần câu chuyện thì không ra. Nhưng mà điều kỳ lạ là mỗi một tác giả viết Kinh Thánh trong 1.500 năm nhưng mà đều có sự thống nhất từ sách Sáng Thế Ký đến Khải Huyền. Nên đây là một quyển sách rất đặc biệt, chưa một quyển sách nào được viết trong một khoảng thời gian dài như vậy, và lại bởi được viết bởi rất là nhiều những người khác nhau. Có những người thì là tiên tri, có những người là vua, có người thì là người chăn chiên, có người thì là người đánh cá, gốc cát là người đánh cá, dường như là Phi-e-rơ chẳng hạn. Rồi có những người thì làm gốc cát là người thu thuế như là Ma-thi-ơ, và tất cả những người đó được chọn lựa đặc biệt từ nơi Chúa để viết ra một cuốn Kinh Thánh này, và nó có sự thống nhất đặc biệt. Đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy rằng tại sao cái chỗ này nó lại ngược với chỗ kia. Thực ra Kinh Thánh không có ngược và không có đối lập với nhau. Ngược là vì chúng ta chưa hiểu đúng theo như cái ý định ban đầu của tác giả khi viết cái phần đoạn đó. Và đương nhiên cái đọc giả đầu tiên của Kinh Thánh đó là người Do Thái, người Israel. Đặc biệt là Kinh Cựu Ước thì họ sẽ viết theo văn phong của người Do Thái. Giống như quý vị thấy rằng là người miền Nam thì gọi cái tất là gì quý vị? Là cái vớ, và bây giờ quý vị là đã xem TV nhiều, tiếp xúc với nhiều Nam Bắc, quý vị quen cái từ. Cái lần đầu tôi vào trong miền Nam tôi phải rất là tỉnh táo để có thể nhận thức được họ đang nói cái gì. Rồi cái bát ăn cơm thì họ gọi là cái chén. Nhưng mà nếu như một người không hiểu về văn hóa, chúng ta đọc hoặc là chúng ta nghe người miền Nam nói là xin hãy ban cho tôi cái chén, chúng ta lại mang cái chén trà đi thì sẽ là đây là sai, phải không ạ? Thì Kinh Thánh cũng như vậy, tác giả đầu tiên, những tác giả đầu tiên là được viết trong cái bối cảnh lịch sử hoàn toàn khác với chúng ta. Ngày xưa họ không có ngôn ngữ như Facebook, Internet, không có từ OK, bây giờ nói cái gì được không? OK. Đó mà những cái từ đấy mà ngày xưa nói là người ta không thể hiểu được OK là cái gì hết. Thì khi chúng ta đến với Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng là những tác giả đầu tiên được viết cho đối tượng đầu tiên là những người Israel, là những người Do Thái. Và sau đó những cái phần Tân Ước thì có nhiều phần được viết cho những người ngoại bang sống ở trong cái giai đoạn đó. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa, đến với lời của Chúa, thì chúng ta cần phải hiểu cái văn phong và hiểu cái bối cảnh của Kinh Thánh khi được viết ra. Và điều đặc biệt là dù khác nhau như vậy nhưng mà Kinh Thánh không chỗ nào đối lập với chỗ nào hết. Điều thứ hai, để chúng ta biết là Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, đó là tất cả những lời tiên tri trong đây được thực hiện. Kinh Thánh có vô vàn những lời tiên tri, đặc biệt là những lời tiên tri liên quan đến Đức Chúa Jesus Christ, từ việc Ngài đến bởi một trinh nữ, từ việc Ngài được sinh ra ở làng Bethlehem, Ngài được trưởng dưỡng ở Nazareth, Ngài đó có thời kỳ lánh nạn xuống Ai Cập, rồi Ngài thi hành chức vụ ở tại Galilee, Ngài làm các phép lạ chữa lành đuổi quỷ, rồi Ngài chết đi, 3 ngày sau Ngài sống lại, Ngài thăng thiên và Ngài sẽ trở lại. Tất cả những cái lời đó đều đã được tiên đoán ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. Và khi Chúa Giêsu đến thì Ngài nói Ngài chính là sự ứng nghiệm của các lời tiên tri đó. Kinh Thánh nói là một chấm một lát trong lời của Chúa sẽ không qua đi. Tất cả những lời tiên tri ở trong đây đều đã được ứng nghiệm. Chỉ có một vài lời tiên tri chưa được ứng nghiệm nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra. Đó là lời tiên tri nào? Đó là lời tiên tri về sự hiện đến của Antichrist đang trên đường hiện đến. Lời tiên tri về ngày Chúa Giêsu tái lâm, chúng ta chưa nhìn thấy lời tiên tri này được ứng nghiệm nhưng chắc chắn nó sẽ được ứng nghiệm. Không một lời tiên tri nào trong Kinh Thánh là không xảy ra hết. Cho nên cái việc ứng nghiệm những lời tiên tri cho chúng ta biết là quyển sách mà chúng ta đang có là một quyển sách vô cùng đặc biệt. Đây là quyển sách được sự hà hơi từ nơi Đức Chúa Trời.
Nó không phải là một cuốn sách tiên tri, nhưng nó chứa đựng những lời tiên tri ở trong đó. Ông bà anh chị em thấy không? Sự khác biệt là gì? Đây không phải là một cuốn sách dạy đạo đức, nhưng mà nó có dạy về đạo đức. Đây không phải là một cuốn sách của gia đình, nhưng là nó có chứa đựng những lời dạy dỗ về gia đình. Đây không phải là cuốn sách về dạy về làm ăn kinh tế, dạy về quản lý, nhưng mà nó có chứa đựng những lời dạy về làm ăn kinh tế, quản lý nhà nước hay là quản lý gia đình vân vân. Quyển cái sách Kinh Thánh mà chúng ta đang có là lời của Đức Trời, bao gồm mọi sự trong mọi sự, tất cả mọi cái đều có ở trong đây. Và tất cả những gì chúng ta cần trong cuộc sống, trong công việc đều nằm ở trong đây. Và Kinh Thánh đưa chúng ta nguyên tắc của tất cả mọi sự. Điều thứ ba khiến cho chúng ta biết rằng Kinh Thánh là lời của Đức Trời, vì Kinh Thánh có uy quyền để thay đổi một con người khi mà người ta tiếp nhận lời của Chúa. Có một cái nguyên tắc như sau. Ai học vật lý thì biết rằng là sự sống thì mới sản sinh ra được sự sống. Sự chết thì có thể sản sinh ra được sự sống không? Không. Chỉ có sự sống mới sản sinh ra được sự sống. Quý vị biết rằng tại sao cái cây khi chúng ta chặt cái cành, cái lá thì nó lại lên tiếp? Bởi vì tại sao? Cái sự sống của nó vẫn còn, nó được cái thân và cái rễ nó vẫn ở, nó vẫn liên quan đến đất và nó vẫn tạo ra sự sống. Nhưng khi cái cây mà quý vị chặt rễ đi thì nó không thể nào mà sản sinh ra cành, lá và quả nữa. Cũng tương tự như vậy, bản chất sự sống thì mới có thể sản sinh ra sự sống. Tại sao chúng ta ở đây? Bởi vì chúng ta là một cơ thể đang sống. Cho nên cái cơ thể, cái phần nào hoặc cái tế bào nào trong cơ thể chúng ta mà không hoạt động được, nó chết đi ấy, mà nó cứ tồn tại ở trong cơ thể thì nó sẽ biến thành ung thư. Đó. Nó chết đi nhưng mà nó tiêu ra bên ngoài thì không thành ung thư, nhưng mà nó chết đi và nó còn nằm ở trong cơ thể và nó ở đó lâu thì nó sẽ biến thành ung thư. Nếu như quyển Kinh Thánh này là một quyển sách chết, chỉ là một quyển sách giáo lý, chỉ là một quyển sách đạo đức, thì không thể nào có khả năng biến đổi hàng triệu triệu con người trên thế giới này. Có một cái cộng đồng ở Malaysia, là ở phía đông Malaysia, bang Sarawak và bang Sabah. Trước đây khi mà phúc âm của Chúa chưa đến với họ, thì họ là dân tộc nổi tiếng về việc săn đầu vườn. Để chứng tỏ một thanh niên trưởng thành thì người đó phải đi chặt đầu của một dân tộc khác. Và cái việc đấy nó cứ kéo dài tồn tại hàng nghìn năm. Sự chém giết giữa các dân tộc, cho các dân tộc liên tục sống ở trong sự sợ hãi. Cho tới khi có ba chàng thanh niên ở bên Úc đến, và họ giao giảng phúc âm về Chúa Giêsu, họ đi cả cái bang đó để giao giảng phúc âm, và điều kỳ diệu đã xảy ra. Đó là người dân ở đó đã tiếp nhận phúc âm. Và khi họ tiếp nhận phúc âm thì họ không còn đi cũ nữa, tất cả những cái tục lệ cũ nữa, như là tục giết một thanh niên khác, chặt đầu một thanh niên khác đã chấm dứt. Và dân tộc đó nổi tiếng về say rượu thì bây giờ không còn uống rượu nữa. Và một những cái dân tộc ở phía Bắc Trung Quốc, phía Bắc Ấn Độ và giáp với Trung Quốc cũng có một cái câu chuyện tương tự như vậy. Họ cũng là những cái dân tộc mà rượu chè be bét và giết người. Và khi mà tôi gặp một người trong số họ, tôi hỏi là cái truyền thuyết của các anh ấy là nguồn gốc con người của anh đến từ đâu? Có phải đến từ Trung Quốc không? Bởi vì da các anh không trông không giống người Ấn Độ, rất giống người Trung Quốc và người Việt Nam. Thế họ nói rằng là tổ tiên chúng tôi bảo là dòng dõi của chúng tôi là từ dưới đất chui lên. Khi người ta không biết được người ta đến từ đâu, cho nên người ta tin như vậy. Và khi từ dưới đất chui lên ấy, thì sống liên tục say sưa và rượu chè và làm những cái điều bậy bạ cho tới khi phúc âm đến. Và bây giờ cả cái vùng đó, cả cái những cái bang đó là chủ nhật nếu mà đi trễ thì không có chỗ ngồi ở trong nhà thờ. Chúng ta thấy quyền năng của Kinh Thánh, quyền năng của phúc âm đã thay đổi tất cả mọi sự. Cho nên quyển sách chúng ta đang có đây không phải là một quyển sách chết, nó không phải là một quyển sách có lý thuyết suông, nhưng mà quyển sách thực sự thay đổi. Bất cứ khi nào chúng ta mở ra trong đây, chúng ta nhận được sự sống của từ nơi đó. Cái dòng sông sự sống của nó ở trong đây chảy vào trong mỗi chúng ta và con cái chúng ta. Đó lý do tại sao chúng ta phải huấn luyện cho con cái của mình đọc Kinh Thánh và học lời của Chúa, và bản thân chúng ta phải học lời của Chúa, vì ở trong đây nó có những cái chân lý, nó có sự sống để giúp biến đổi cuộc đời của con người. Amen. Điều thứ tư chứng minh cho chúng ta biết rằng Kinh Thánh là lời của Đức Trời, vì tất cả những chứng cứ lịch sử và những khảo cổ học đều nói rằng tất cả những cái sự kiện được ghi lại trong Kinh Thánh đều là sự thật hết.
Quý vị đọc Kinh Thánh thấy vườn Eden, nơi mà Adam và Eva ở, bây giờ không còn phải không ạ? Nhưng mà người ta nghiên cứu Kinh Thánh, người ta biết nó nằm ở khu vực nào, ở trên trái đất này. Quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị thấy câu chuyện của Đại Hồng Thủy. Khi Chúa đem nước đục đến để hủy diệt những người sống ở thời kỳ Noe, phải không? Và bây giờ người ta nghiên cứu, người ta biết là người ta tìm được những cái đá trên những cái núi đá cao vòi vợi, mà lại có những cái con động vật ở dưới biển, xác của nó làm khô trên đấy. Rồi người ta tìm được cái con tàu của Noe ở trên đỉnh núi Ararat. Và tất cả những điều đó để cho chúng ta biết rằng không có một cái sự kiện nào trong Kinh Thánh là con người tự viết ra hết, toàn là những câu chuyện thật, có thật trong lịch sử loài người. Mặc dù nó xảy ra ở trong thời kỳ cổ đại của xã hội loài người, nhưng nó là câu chuyện thật. Rồi câu chuyện Đại Hồng Thủy, quý vị đọc Kinh Thánh, xin lỗi, câu chuyện là rẽ biển đỏ, khi mà Môi-se giơ tay lên, nước biển đỏ rẽ ra làm hai và dân Israel đi vào biển đỏ. Có phải không quý vị? Và cách đây một số năm thì những bạn khảo cổ học họ đã tìm được chính cái nơi đó, chính cái biển đỏ đó vẫn còn những cái dấu hóa thạch của những cái chiến xa, của những cái kỵ binh mà khi mà dân Ai Cập đuổi qua thì bị nước nhấn chìm, và bây giờ nó đã hóa đá hóa thạch ở đấy rồi. Và vô vàn những cái sự kiện khác được ghi lại trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là không có một cái sự kiện nào là con người tự vẽ ra hết, nó đều là những câu chuyện thật của quá khứ. Cho nên đây không phải là con người quyển chuyện tưởng tượng mà người ta vẽ ra. Bởi vì khi chúng ta đọc những cái câu chuyện của Việt Nam, như chúng ta đọc cái chuyện Thánh Gióng, thì chúng ta biết ngay đấy là câu chuyện tưởng tượng. Có phải không quý vị? Giờ chúng ta đọc nhiều cái câu chuyện cổ tích Việt Nam, chúng ta biết ngay đó là chuyện tưởng tượng. Và chúng ta đọc Kinh Thánh thì nhiều khi chúng ta nghĩ đây là câu chuyện tưởng tượng, vì làm sao cái chuyện đấy có thể xảy ra được? Nước biển làm sao có thể rẽ ra làm đôi được? Nước sông Giô-đanh làm sao có thể rẽ ra làm đôi được? Làm gì có chuyện từ trên trời để rơi bánh mana xuống cho dân sự ăn? Nhưng lịch sử và khảo cổ học đã chứng minh cho chúng ta biết rằng tất cả những câu chuyện được ghi lại trong đây hoàn toàn là câu chuyện có thật. Amen. Và cái điều thứ năm để chứng minh cho chúng ta biết rằng Kinh Thánh là lời của Đức Trời, đó là quyển Kinh Thánh này là một cuốn sách có nhiều kẻ thù nhất trong mọi thời đại của lịch sử. Nhưng mà tại sao quyển Kinh Thánh này vẫn tồn tại? Dù cho có những con người, có những vị vua, có những thể chế đã thề rằng sẽ tuyệt diệt Kinh Thánh, nhưng mà điều kỳ diệu là quyển Kinh Thánh vẫn tồn tại và được in nhiều nhất ở trên thế giới này. Hàng năm luôn luôn được xếp vào top đầu của cuốn sách được in nhiều nhất, và là cuốn sách được đọc nhiều nhất, và là cuốn sách được yêu thích nhất. Có cuốn sách nào trong cuộc đời của chúng ta mà đọc đi đọc lại hoài không? Chỉ đọc 2-3-4 lần thôi. Cuốn sách hay lắm, chỉ đọc 2-3-4 lần. Duy nhất cuốn Kinh Thánh chúng ta đọc cả đời. Đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại. Bởi vì đây không phải là cuốn sách của con người, mà cuốn sách là lời của Đức Chúa Trời. Giống như cái câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe trong Timôthê thứ 2 đoạn 3 câu 16-17, đó là cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Có nghĩa là 66 sách này trong Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời, đều là đến từ nơi Đức Chúa Trời và thuộc về Đức Chúa Trời, là sứ điệp của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại này. Amen. Đây không phải là cuốn sách dành cho ma quỷ, đây không phải là cuốn sách dành cho thiên sứ, mà đây là cuốn sách của Chúa dành cho con người chúng ta. Trong Ma-thi-ơ 5 câu số 18 thì nói rằng: ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi thì 1.1 nét trong luật pháp của ta cũng không hề qua đi cho tới khi mọi sự được chọn. Chúa Giêsu nói này, lời của Ngài sẽ không bao giờ qua đi. Tất cả gì đã chép ở trong đây phải được ứng nghiệm, phải được xảy ra. Dù con người tin hay không tin thì nó vẫn cứ xảy ra. Dù người ta theo Chúa hay không theo Chúa thì những gì được chép trong đây vẫn cứ xảy ra. Vì đây là lời của ai? Lời của Đức Chúa Trời, không phải lời con người. Mặc dù là Chúa dùng con người để viết ra, nhưng mà họ viết trong sự hà hơi, sự cảm thúc và sự mặc khải từ nơi Đức Thánh Linh, chứ không phải họ viết theo ý mình. Trong Hebrew đoạn 4 câu 12-13, vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Lời của Chúa không phải là lời giống
thường thường của con người đó là gì? Lời sống và linh nghiệm. Tôi đã phân tích cho ông bà anh chị em thấy rằng đây không phải là cuốn sách chết, đây là cuốn sách sống. Cuốn sách sống có thể thay đổi mỗi một chúng ta. Amen. Đây quyển sách sống này khi chúng ta đọc nó sẽ làm chết đi những cái gì chết chóc trong mỗi một chúng ta. Và lời của Ngài cũng là ánh sáng để chiếu vào những sự tăm tối trong cuộc đời của chúng ta. Amen. Hãy xoay lại chúng ta từ lúc bây giờ cho đến lúc trước khi chúng ta tin Chúa, chúng ta thấy khác nhau rất nhiều. Quý vị thấy 5 năm sau quý vị tin Chúa quý vị còn khác nữa, 10 năm sau tin Chúa chúng ta còn khác nữa. Càng ngày chúng ta càng tiếp xúc với Kinh Thánh thì ánh sáng từ nơi lời Chúa càng chiếu vào trong những tăm tối trong đời sống của chúng ta. Một cái câu hỏi đặt ra và cũng là một câu hỏi rất là nghiêm túc để chúng ta suy nghĩ, đó là những người nào được Chúa sử dụng để viết Kinh Thánh? Có phải là bất cứ một ai cũng được sử dụng để viết Kinh Thánh hay không? Quyển sách Kinh Thánh mà chúng ta có bao gồm 66 sách. Và có bao nhiêu người được sử dụng để viết Kinh Thánh quý vị? Đó là 40 tác giả, 40 người. Và những người cuối cùng được sử dụng viết Kinh Thánh đó là 11 sứ đồ đã ở với sứ đồ, đã ở với Chúa Giêsu và Phaolô, tổng cộng là 12 người. Tuy nhiên không phải cả 12 người đó đều được chọn lựa để viết Kinh Thánh. Chúng ta thấy sách Matthew là do ai viết? Là sứ đồ Matthew. Sách Mark là do sứ đồ Mark. Sách Luca là do sứ đồ Luca. Matthew bối cảnh của ông là một người thu thuế, à, Luca là một bác sĩ. Rồi đến sách Giăng được ai viết? Được viết bởi sứ đồ Giăng. Rồi sách Công Vụ được viết bởi Luca. Sách sau đó thì các sách Roma trở đi thì được viết bởi Phaolô. Rồi đến sách Phi-e-rơ được viết bởi Phi-e-rơ. Sách Giu-đe được viết bởi sứ đồ Giu-đe. Và sách cuối cùng của Kinh Thánh là sách Khải Huyền được viết bởi sứ đồ Giăng. Chỉ có những người đấy được Chúa sử dụng để viết Kinh Thánh. Tuy nhiên là Chúa sử dụng các sứ đồ khác để viết những cái lá thư, để gửi cho hội thánh, để đưa ra những lời khuyên dạy. Nhưng mà để được chọn lựa thành một phần của Kinh Thánh, chỉ có những sứ đồ đó được viết Kinh Thánh mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy xem lời của Chúa trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 2 câu số 13. Chúng ta cùng nhìn đến màn chiếu ở đây. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 2 câu 13. Bởi vậy chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về việc anh em đã tiếp nhận lời Đức Chúa Trời mà chúng tôi truyền cho, không coi như lời loài người bèn coi như lời của ai. Lời của Đức Chúa Trời vì thấp là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Hãy suy nghĩ câu Kinh Thánh này, đây là một câu rất quan trọng. Phaolô nói gì về lời của ông? Lời của ông chính là lời của Chúa. Quý vị thấy không? Thẩm quyền của Phaolô rất cao. Khi lời Phaolô nói ra, ông nói đó chính là lời của Chúa. Và hội thánh ở tại Đê-rê đã tiếp nhận lời của Hội Thánh của xin lỗi ở Tê-sa-lô-ni-ca đã tiếp nhận lời của Phaolô như là tiếp nhận lời của Chúa. Các ông bà chị em ạ, những sứ đồ đầu tiên là những sứ đồ duy nhất được chọn lựa để viết nên Kinh Thánh. Từ đó trở về sau, khi lời của Chúa quyển Kinh Thánh 66 sách này đã được hoàn thiện thì không một sứ đồ nào khác, một tiên tri, một mục sư nào khác được chọn lựa để viết Kinh Thánh. Họ có thể phân tích Kinh Thánh, họ có thể có sự mặc khải từ nơi Chúa, nhưng mà tất cả những sự mặc khải, tất cả những điều đó phải phù hợp với những lời đã được chép ở đây. Bây giờ chúng ta xem thêm một câu Thánh trong Cô-rinh-tô thứ nhất 4 câu số 6. Xin hội thánh cùng nhau chúng đọc. Chúng ta cùng khởi sự. Hỡi anh em, hỡi nào thì hỡi anh em, tôi đã dùng những lẽ thật đây. Lời mà sứ đồ Phaolô nói với hội thánh Cô-rinh-tô là gì? Đó là chớ vượt qua lời đã chép. Lời đã chép là gì? Đó là những cái bức thư mà chính sứ đồ Phaolô đã gửi cho hội thánh của Chúa. Và ông nói rằng đó chính là Kinh Thánh, đó là lời của Chúa. Cho nên cái thẩm quyền
của các sứ đồ đầu tiên rất quan trọng, đó là thẩm quyền do Chúa ban cho để thiết lập lời của Chúa. Nên bất cứ một người nào, một đối tượng nào, một lời dạy dỗ nào mà đi quá xa với quyền Kinh Thánh chúng ta đang có ở đây thì không phải đến từ nơi Chúa, đó là đến từ ban quyền. Quyền Kinh Thánh này là đầy đủ, là trọn vẹn cho chúng ta. Chúa có thể bày tỏ nhiều sự mặc khải khác mang tính chi tiết, tuy nhiên nguyên tắc phải được đặt trên nền tảng Kinh Thánh. Bất cứ một cái sự dạy dỗ nào ngược lại với Kinh Thánh thì chúng ta phải loại bỏ. Vì đây là nền tảng duy nhất, nền tảng lớn nhất cho hội thánh của Chúa ở mọi thời đại. Và chúng ta vừa rồi chúng ta cũng đã, hội thánh chúng ta cũng đã phải làm một việc rất là đau đớn, đó là chúng ta phải rút sách thông công của một người chị em chúng ta. Vì trong cái niềm tin của cái giáo phái của cái nhóm tà giáo Tiên Chức Phương Đông hay có tên là Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng ấy, thì họ phủ nhận cái thẩm quyền tối cao của Kinh Thánh này. Họ cho rằng là bên cạnh Kinh Thánh này thì còn có một cái sách khác mà Đức Chúa Trời phán với một người nào đó, nó tương đương với cuốn Kinh Thánh này. Thế cho nghe Kinh Thánh này không đủ, phải nghe thêm lời Chúa phán qua các cái vị giáo chủ của họ. Và đó là một điều vô cùng là lệch lạc khi họ phủ nhận thẩm quyền Kinh Thánh của chúng ta. Trong sách Khải Huyền đoạn 22 câu số 18: Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và hãy nhìn xem nhé. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này là sách Khải Huyền. Sách Khải Huyền là sách cuối cùng của Kinh Thánh. Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì thì Đức Chúa Trời sẽ thêm vào tai nạn cho người đó. Cho nên cái người viết thêm Kinh Thánh và tin vào những cái điều đấy cũng bị giống nhau, đó là sẽ bị tai nạn lớn mà đã được chép ở trong sách Khải Huyền. Và những cái tà giáo mà phủ nhận Kinh Thánh thì thường thường nó sẽ dựa vào một vài câu Kinh Thánh từ đấy nó suy diễn ra. Cái tà giáo Tiên Chức Phương Đông hay Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, nó dựa vào một câu Kinh Thánh trong sách Khải Huyền, đó là cuốn sách đóng ấn chưa được tiết lộ. Thế thì nếu như mà chưa được tiết lộ thì nó sẽ phải được tiết lộ. Và ai sẽ là người được biết cái sự tiết lộ đấy? Thì cái vị giáo chủ đấy mới là người được sự tiết lộ đấy. Cho nên đây là muốn biết được lẽ thật của Chúa phải nghe cái vị giáo chủ đó. Và đó là những cái sự lừa dối vô cùng tinh vi. Và ông bà anh chị em ơi, nếu chúng ta không biết lời của Chúa, biết chắc Kinh Thánh là lời của Chúa, thì còn có nhiều tà giáo tương tự như vậy, nó sẽ nổ lên vào thời kỳ sau rốt này và dỗ dành hết thầy chúng ta. Kinh Thánh rằng, nói rằng Chúa Jesus đã nói có nhiều Giê-xu giả, nhiều Christ giả, nhiều tiên tri giả, nhiều sứ đồ giả, nhiều mục sư giả, nhiều thầy giáo giả sẽ hiện lên để dỗ dành các ngươi, thậm chí dỗ dành cả những người được chọn. Có những người tên của họ đã được ghi trên thiên đàng rồi, nhưng mà ma quỷ đó dỗ dành, cuối cùng tên của họ là phải bị gạt đi ra khỏi sách sự sống. Làm thế nào để chúng ta nhận biết được lẽ thật? Làm thế nào để chúng ta biết được Kinh Thánh đây? Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Giăng đoạn 16 câu số 13. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Đây là câu ai nói? Chúa Giêsu nói. Đương nhiên Giăng là người viết lại, nhưng mà câu là do Chúa Giêsu nói. Trước khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời thì Ngài hứa rằng là ta sẽ ban Thánh Linh đến. Thánh Linh được gọi là thần. Thần lẽ thật. Thần lẽ thật thì ngược lại cái đó là thần giả dối. Thần giả dối đến từ địa ngục và thần lẽ thật đến từ thiên đàng. Ta sẽ ban thần lẽ thật và Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Điều đó có nghĩa là người nào không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì đừng có nói lẽ thật. Anh có thể đứng lên anh giảng Kinh Thánh, nghe rất là hay, nhưng anh không có Thánh Linh bên trong thì cái lời đó không phải là lẽ thật. Có thể là nghe nó đúng, nó đúng nhưng mà không phải là chân lý.
Nó đúng nhưng không phải là chân lý ông bà chị em. Có thể nó đúng với tiêu chuẩn, với xã hội, với cái tai của mọi người, nhưng mà không phải là chân lý của Chúa. Chỉ có người nào có gì? Có thần lẽ thật, tức là có Thánh Linh, thì mới nhận biết được lẽ thật một cách đầy đủ. Làm thế nào để chúng ta có Thánh Linh? Đó là tin nhận Chúa Jesus Christ. Vì chỉ những người nào có đức tin nơi Chúa Jesus Christ thì mới được ban cho được Thánh Linh mà thôi. Cho nên nếu không tin nhận Chúa Jesus thì không thể nào nói là có lẽ thật được. Chúa Jesus nói trong Giăng đoạn 14 câu số 6 là ta là đường đi, là lẽ thật, là sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Ông không tin Chúa Jesus làm sao có thể đứng lên giảng tin thánh được? Anh không có đức tin nơi Chúa Jesus thì anh có thể giảng kinh thánh một vài những cái lẽ đạo trong kinh thánh, nhưng anh không thể giảng chân lý được. Vì chân lý lẽ thật phải được bày tỏ và mặc khải bởi ai? Bởi Đức Thánh Linh. Mà Thánh Linh chỉ ở trong những người nào tin nơi Đức Chúa Jesus Christ mà thôi. Cho nên các bạn chị em ơi, đừng dễ dàng để nghe theo những người nói hay nói giỏi. Trong thời đại của các sứ đồ thì cũng có một cái vấn đề. Và cái thời đại đó, cái văn hóa Hy Lạp nó rất là nổi tiếng. Và đặc điểm đặc trưng của văn hóa Hy Lạp là gì, quý vị biết không? Họ rất thích triết lý, rất thích lý luận. Và họ có những cái nhóm, có những cái gọi là các rabbi, các thầy. Thì họ sẽ đi theo, ví dụ nha, ông bạn Apollo là có môn đồ riêng này, ông Phaolô có môn đồ riêng này, rồi có ông Christopher là có một nhóm môn đồ riêng này. Thì mỗi một cái nhóm đấy sẽ đi theo một cái triết lý. Và cái nhóm triết lý này rất thích tranh luận với nhóm triết lý kia. Cho nên là người Hy Lạp đặc biệt nổi tiếng về cái vấn đề triết lý. Và cái văn hóa Hy Lạp đã ảnh hưởng trên cả châu Âu và khối Trung Đông cái thời kỳ đó. Cho nên có một cái giai đoạn mà hội thánh do sứ đồ Phaolô thiết lập, họ cứ đi loằng ngoằng bởi vì họ thấy cái ông kia ông giảng hay quá, ông nói hay, ông lý luận hay quá, cuối cùng đi theo mà họ không biết là đi theo giáo sư giả. Chứ nói hay, nói giỏi, lý luận hay, lý luận giỏi không có nghĩa là đã có chân lý, bạn chị em. Người nào phủ nhận Chúa Jesus Christ thì không có Thánh Linh, mà không có Thánh Linh thì không thể có lẽ thật được. Trong Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu số 15, đây là lời Phaolô nói với Timôthê: và từ khi con còn thơ đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Điều gì khiến cho Timôthê được cứu? Phaolô nói điều gì khiến cho Timôthê được cứu? Ông bà chị em hãy nhìn vào điều mà Phaolô nói trong câu kinh thánh này. Điều gì khiến cho Timôthê được cứu? Đức tin nơi Chúa Jesus. Mà đức tin đó được đặt ở trên đâu? Hãy nhìn vào. Và từ khi con còn thơ đã biết kinh thánh vốn có thể khiến cho con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus. Đức tin nơi Chúa Jesus để được cứu. Nhưng mà làm thế nào để có đức tin đấy? Hay nói cách khác, đức tin đấy được đặt ở trên đâu? Chắc có rất nhiều người nói tin Chúa nhưng mà tên họ không có trong thiên đàng đâu, quý vị nha. Rất nhiều người nói tin Chúa Jesus, nhưng mà đừng vội nghe họ nha. Cái đức tin đó nó phải được đặt ở trên đây. Nếu đức tin đó không được đặt trên kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời ấy, thì đức tin đấy là đức tin giả. Quý vị cứ ra ngoài hỏi, thậm chí hỏi người ngoài đạo, anh có tin Chúa Jesus không? Người ta nói có. Nhưng hỏi anh có đọc kinh thánh không? Và tình thánh tốt đọc. Anh có tin hay không? Anh có tin chọn những gì kinh thánh nói hay không? Và không. Tôi tin một số cái không tin được. Nếu như cái đức tin mà không đặt trên kinh thánh thì đức tin đó không dẫn đến sự cứu rỗi. Đây là quyển sách quan trọng, là lời của Chúa có thẩm quyền tối cao. Không có một giáo hội nào, không có một sứ đồ, một tiên tri, một mục sư, một giáo sư nào có thẩm quyền cao hơn kinh thánh. Như vậy thái độ của chúng ta đối với kinh thánh là gì? Trong công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu số 11 chúng ta cùng xem lời Chúa dạy. Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu số 11. Chúng ta cùng nhau chung đọc câu kinh thánh này. Chúng ta cùng khởi sự. Những người này có thánh hảo hoan hơn người Giê-sa-ven-ga đều là ngày nào cha xem thánh để xem rằng thảo thảo
những người này là những người nào? Đó là những người Giuđa, người Do Thái tin Chúa Giêsu nhưng họ sống ở khu vực tên là Beren, cái vùng tên Beren. Và khi họ nghe các sứ đồ giảng thì họ làm gì? Ngày nào cũng dở Kinh Thánh Cựu Ước. Bởi vì người Do Thái rất giỏi về Kinh Thánh Cựu Ước. Họ không bao giờ tin bất cứ một cái lời nào mà không được chép vào trong Cựu Ước. Cho nên khi mà các sứ đồ giảng về Chúa Giêsu thì họ phải tra xem trong Cựu Ước có nói gì về Chúa Giêsu không. Khi mà các sứ đồ nói rằng không cần phải làm lễ cắt bì nữa, cắt dương bì cho nam giới nữa, thì họ phải tra xem rằng là có cần ý, điều đó trong Kinh Thánh có nói hay không. Quý vị thấy không ạ? Đây là thái độ tốt mà Kinh Thánh khuyến khích chúng ta có. Ngày nào cũng tra xem trong Kinh Thánh để xem lời giảng có thật không. Điều đầu tiên Kinh Thánh dạy chúng ta là trách nhiệm của mỗi một tín đồ là phải có Kinh Thánh và phải đọc Kinh Thánh, ăn Kinh Thánh, nuốt Kinh Thánh. Quý vị đừng lệ thuộc vào mục sư, nghe một bài giảng vào ngày Chủ Nhật là đủ không? Trách nhiệm của tín đồ là phải đọc Kinh Thánh. Trong Cựu Ước còn dạy chúng ta là buộc lời Chúa trên trán, buộc lời Chúa trên tay, treo trên cửa nhà, treo khắp nơi để đi đâu tiếp xúc với lời Chúa. Làm mọi cách để Kinh Thánh vào trong đầu của mình, vào trong đầu của chồng của mình, của vợ của mình, của con trai, của con gái của mình, của cháu của mình. Thời gian tôi rất là ít và rất là bận. Thỉnh thoảng thì tôi dành thời gian đưa cháu đi chơi. Chỉ có mấy phút đồng hồ đưa cháu từ nhà đến Big C, hoặc là từ Big C về nhà. Và các cháu tôi thuộc rất nhiều bài hát thánh ca, thuộc nên nhiều ra. Nên tận dụng từng chút một để đưa lời Chúa cho con em của mình. Vì lời của Chúa mới là sự sống, lời của Chúa mới là chân lý. Ông bà anh chị em ơi, chúng ta đừng có đức tin gọi là đức tin cây tầm người. Quý vị hiểu đức tin cây tầm người không? Con là nếu mà bố mẹ đi nhà thờ thì con sẽ đi, thế nếu mà bố mẹ bỏ nhà thờ con cũng bỏ nhà thờ luôn. Nếu mà chồng đi nhà thờ, chồng mà yêu Chúa thì vợ cũng yêu theo, mà nếu mà chồng mà rời xa thì vợ cũng rời xa theo. Thế đấy là đức tin tầm người, là không có cái đức tin riêng của mình. Ông bà anh chị em ơi, người chồng phải xây dựng cho mình một đức tin riêng, người vợ phải xây dựng cho mình đức tin riêng, và bố mẹ phải giúp cho con cái xây dựng đức tin riêng. Điều đấy có nghĩa là khuyến khích cho mỗi một chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh, cần phải suy gẫm Kinh Thánh, cần phải học lời Chúa hàng ngày và cho mỗi chúng ta. Đức tin tầm người, những người mà đi theo tà giáo thường là những người có đức tin tầm người. Tức là họ không có biết gì về Kinh Thánh hết. Nghe người ta nói vài ba câu đấy là thấy hay hay, để tưởng thấy lý luận thế cũng đúng và cũng đi theo. Cho nên rất cẩn thận, chúng ta phải tra xem Kinh Thánh mỗi một ngày. Và điều thứ hai, trong Hebrews đoạn 13 câu số 17 chúng ta cùng nhau chung đọc. Chúng ta cùng khởi sự. Hãy vâng lời kẻ sát dân hay hay em lời Chúa nói rằng chiên ta thì nghe tiếng, chiên ta thì nghe tiếng ta. Cho nên bầy chiên phải đi theo sự dẫn dắt của người lãnh đạo thuộc linh của mình thì mới ở trong sự an toàn. Những người mà đi theo tà giáo là nó, cái việc đầu tiên nó làm là gì? Nó làm cho mình nghĩ rằng mục sư mình giảng sai, mục sư mình giấu mình những lẽ thật, và người bên kia này thì mới là đang có những cái lẽ thật của Chúa, cho nên thế thôi, không nghe mục sư đâu mà nghe người bên kia. Và bạn chị em biết rằng khi đấy là cái chiến lược của kẻ thù, chiến lược của kẻ thù đó làm cho tín đồ không còn nghe cái lời dẫn dắt của những mục sư, của những người lãnh đạo thuộc linh của mình nữa, ngược lại cái lời Chúa dạy. Để đảm bảo chúng ta đi trong Kinh Thánh, đi đúng đường lối của Chúa, thì lời Chúa dạy chúng ta phải vâng lời, đi theo cái sự dẫn dắt của những người lãnh đạo thuộc linh.
Thứ nhất là chúng ta phải có trách nhiệm trong cái vai trò của mình là đọc Kinh Thánh, nghe Kinh Thánh, tra xem Kinh Thánh. Thứ hai là đi theo những người lãnh đạo dẫn dắt thuộc linh của mình. Quý vị chúng ta ở đây có quen cái câu là lắm thầy thì nhiều ma, lắm cha con khó lấy chồng. Mỗi một người sẽ có một cái quan điểm khác nhau, mỗi một người sẽ có một cái nhìn khác nhau. Nó có thể không phải là sai, nhưng nó có thể là không đúng đối với cái nhìn của người lãnh đạo thuộc linh của mình. Cho nên chúng ta có thể nghe 5 thầy 10 chủ, nhưng tất cả mọi người ở trong hội thánh phải đi theo quan điểm và phải đi theo sự hướng dẫn của những người lãnh đạo thuộc linh của mình. Không, nó sẽ tạo ra một cái mớ lộn xộn ở trong hội thánh. Người mục sư thì bảo là cách này, nhưng mà người dưới thì bảo là ông mục sư kia bảo cách kia. Thì câu hỏi đặt ra là quý vị là chiên của ông mục sư này. Nếu quý vị là chiên của mục sư nào, hãy nghe theo chiên của ông mục sư đấy. Amen. Nếu mà chiên của mục sư này mà lại muốn nghe theo mục sư kia thì xin mời ra khỏi hội thánh đi theo mục sư kia. Vì không thể tạo ra sự lộn xộn ở trong hội thánh được. Thế là lời Chúa dạy hãy vâng lời kẻ dẫn dắt thuộc linh của mình, chiên ta nghe tiếng ta. Không thể hội thánh mục sư đáng truyền thụ một tinh thần này, tín đồ lại đến truyền thụ tinh thần khác, thì đó là sẽ tạo ra sự lộn xộn ở trong hội thánh. Nên có hai điều để giúp chúng ta đảm bảo đức tin chúng ta trong Kinh Thánh. Thứ nhất là trách nhiệm của mình đối với Kinh Thánh là ngày nào cũng phải đọc, học lời Chúa để tra xem cái thật và cái giả. Amen. Muốn biết được tiền giả thì chúng ta phải học tiền thật. Và điều thứ hai là phải nghe theo cái lời dẫn dắt của những người lãnh đạo trong mình. Amen. Cảm ơn Chúa.